Mỹ điều tra vi phạm an ninh quốc gia. Chính phủ Mỹ vừa mở cuộc điều tra an ninh quốc gia nhắm vào đơn chủ chủ quản Bắc Kinh Biden Technology của mạng xã hội TikTok, Trung Quốc. Cách đây 2 năm, Bắc Kinh Biden Technology đã mua lại ứng dụng mạng xã hội của Mỹ với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ sắp nhập này đã hoàn tất cách đây 2 năm nhưng giờ bị sới lại. Phía Mỹ nghi ngờ Bắc Kinh Biden Technology đã vi phạm những nguyên tắc có thể đe dọa an ninh quốc gia nước này. Cụ thể, chính phủ Mỹ nghi ngờ công ty Trung Quốc đã kiểm soát nội dung nhạy cảm liên quan tới chính trị đồng thời cách thức lưu trữ thông tin và dữ liệu người dùng cũng bị cho có vấn đề. TikTok khá thông dụng với giới trẻ Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh tăng cao. Khoảng 60% trong số 26,5 triệu người dùng hàng tháng của TikTok tại Mỹ trong độ tuổi 16 đến 24. Theo số liệu mới công bố của mạng xã hội này, Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ là đơn vị xem xét các thương vụ sắp nhập có yếu tố nước ngoài. CFIUS hiện đang đánh giá thương vụ Musical.ly vốn trước đó không đệ trình lên tổ chức này. Tuần trước, Hai thượng nghị sĩ Mỹ là Chuck Schumer và Tom Cotton đã gửi thư cho giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, yêu cầu mở cuộc điều tra với TikTok. Chuck Schumer và Tom Cotton lo ngại về cách thức thu thập dữ liệu người dùng của nền tảng chia sẻ video trực tuyến này, đồng thời cho rằng phía Trung Quốc đã kiểm soát nội dung với người dùng Mỹ.